người thì họ phụ văn kế, người thì kim ăn, quyền văn hóa, mình thì kim kiến, quyền mình bảo lộc, quyền thì hải dương, được quyền, quyền thì cho, cùng toàn thể chúng con. Để ngăn ngừa và tránh khỏi những điều rủi ro tai nạn, cho được thành tựu những hạnh phúc, khiến cho tất cả sự khổ não, kinh sợ và bệnh hoạn hãy đều tiêu tan. Làm thứ gì, làm thứ ba, tính bảo chi đại của ta, cầu xin chi đại của ta, tụng kinh cầu siêu, đến các tu tinh, giúp đỡ tu tinh bé, quyền hay con an, pháp gia, thánh tâm, sinh năm 1900, sinh năm 2013, cũng như 9 tuổi, mất ngày 19 tháng 11 năm Tân Sửu, nhằm ngày 22 tháng 12 năm 2021, hộ khẩu thường trú 187 trên 13 Điện Biên Phủ, Hà Phương, Đà Nẵng, quận 1, tạm trú căn hộ số 16 Võ Lâm 2, Sài Gòn, số 92 Điện Biên Phủ. Cầu xin đến các tu nhân, hương linh ông phụ vân dân, bà Nguyễn Thị Nhị, ông Lê Khắc Lý, bà Lê Nguyễn Lệ, Nguyễn Thị Hai, Phụ Thắng Sơn, Hồ Thắng Hùng, Huỳnh Phước, Huỳnh Đức, Nguyễn Huỳnh, Thiện Duyên, Phụ Võ, Phụ Hoàng Tiền, Phụ Lê Thị Thị Trinh, Phạm Văn Mượn, Huỳnh Diệu, Lê Thị Sự, Huỳnh Quang Thủy, Huỳnh Quang Sơn, Nguyễn Văn Của, Lê Kim Phụng, Nguyễn Đức Vinh, Trần Thị Mai, cùng thân viên đã bạn. Do phước báo này, cầu mong cho các tu nhân được siêu sanh về nơi nhà tạm, bằng như đang ở cảnh giới an vui, thì sự an vui càng thêm tăng lên. Lần thứ nhì, lần thứ ba, bằng hóa chư đại chúng ta được rõ những thực phẩm này của chúng con đã hiện theo lễ đạo, tưởng hiện theo lễ đạo, chúng con xin hồi hướng để các bạn con nhân của chúng con. Chúng con xin nhân những thực phẩm này gọi là lễ đạo cả, có cả các món ăn phổ tục, xin nhân cố đến chư đại chúng ta, xin phẩm chứng minh, xin cho các bạn con nhân của chúng con giúp đỡ hương linh bé, nguyện thay công an, pháp danh thánh tâm, cửu dương chín tuổi, hôn cửu huyền thần tổ, ông bà cha mẹ, thân bằng nguyện thủ, đồng ngoại hay cơ của chúng con đã qua mạng, hay biết rằng phước báo của lễ đạo cảm này về phần các vị đó, và cầu xin cho các vị đó được phép thọ hưởng tùy ý. Sau khi thọ hưởng rồi thì được thoát khỏi những điều thống khổ, được cái quả tạm người, quả trời, công đạo quả niết bàn, và cho được cái lý muốn của các bậc cao nhân của chúng con đã qua mạng. Do theo năng lực phước báo, kẻ vào mong nhất, làm thứ gì, làm thứ ba, tính thì đức tâm, chúng con xin thành kính dâng lên vào phương tiện vật dụng này, để chư đại đức tâm, cầu xin chư đại đức tâm nhập lại và hòa dụng đi vào phương tiện vật dụng này. Các nhân hình thí dụ hôm nay, từ sự tự lực, sự tiến hóa, sự an vui lâu dài, lòng thứ nhì, lòng thứ ba.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.